Gió thì gió cứ bay về trời, chỉ cần đến nơi bình yên nhẹ nhàng cùng với những áng mây bay xa xôi. Tôi là Linh Ly. Tôi đã mất hơn 30 năm để đi tìm định nghĩa của hạnh phúc. Tôi cười, tôi nói, hay tôi hát, tôi đều thả trong đó ước mơ về một hạnh phúc thật sự. Và ngày hôm nay, tại sân khấu này, tôi muốn bước đi những bước đi của chính cuộc đời mình. Này trên sân khấu, nhà thiết kế Thảo Nguyễn cùng với nữ ca sĩ Linh Ly. Quá xinh đẹp đi Linh Ly ơi. Quá xinh đẹp, một cô gái xinh đẹp đứng ở kế bên Châu. Và Châu nghĩ là ở cái màn I Am Happy vừa rồi, chọn Linh Ly gương mặt đại diện cho cái màn cuối cùng đó thật sự rất tuyệt vời chị ạ. Tại vì dạo gần đây mình coi mạng xã hội, mình thấy Linh Ly nhiều lắm. Và Linh Ly rất là hạnh phúc. Và mình được truyền cảm hứng, cái nguồn cảm hứng mà gọi là một người con gái yêu bản thân mình. Châu nhiều khi còn không yêu bản thân mình, mà mình nhìn thấy Linh Ly được như vậy, mình cảm thấy là được truyền cảm hứng rất là nhiều. Thì sẵn ở đây mình có thể chia sẻ là cảm xúc của mình hôm nay đến đây như thế nào, và có chia sẻ một cái bí quyết nào đó để mà mình, con gái của mình, yêu bản thân và lúc nào cũng vui vẻ được như Linh Ly không? Vâng ạ, lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến tất cả các anh chị có mặt trong lễ sinh nhật 5 năm của Happy Clothing ngày hôm nay ạ. Thực sự là bây giờ em vẫn run ấy ạ. Kiểu thực sự là chưa bao giờ trong cuộc đời em được đi trên một sàn diễn lớn như thế này, và lại còn giữ vị trí quan trọng nữa ạ. Nói chung là em cũng đã tập rất là nhiều để đi, nhưng mà em vẫn còn hơi bị mắc một tí, nhưng mà chắc không sao nhỉ mọi người nhỉ. Thực ra em trước kia ấy, khi mà còn bé em cũng hay cũng tập kén khoác lắm, nên khi mà ở trong nhà không có ai á là em cũng cứ đi thôi, và đi kiểu trước gương thôi, mình ngắm thôi, xong rồi cũng chẳng bao giờ nghĩ rằng là mình lại được có thể là đứng trên sàn diễn như người mẫu vậy. Em cứ sống ngày qua ngày, và đến khi mà em công khai, em được là chính mình, và Thảo có lời mời gửi đến em, và sau khi mà được Thảo mời cả em đồng ý luôn, để em thích quá.
Và thực sự là em phải cảm ơn Thảo rất là nhiều. Bởi trong cuộc đời của chúng ta thì gặp nhau là một cái duyên, và em và Thảo cũng là một cái duyên như vậy. Và thực sự em rất cảm ơn Thảo. Linh cảm ơn Thảo rất nhiều đã cho Linh có cơ hội được đứng trên sàn diễn để được là chính mình. Và Linh được hạnh phúc trong những chiếc đầm là con gái, chiếc đầm của con gái, vì là em rất là thích mặc đầm của con gái. Và giống như là cái ý nghĩa của happy clothing, những quần áo mang đến sự vui vẻ và hạnh phúc. Và em đã thấy, em thấy là cái câu chuyện của mình và em cảm thấy rất là vui vẻ, rất là vui và hạnh phúc ạ. Và em run quá, em chẳng biết nói gì. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Tôi nghĩ là đây chính là sự chân thành nhất mà chúng ta cần phải có trong một cái key moment của một chương trình. Và lúc mà Thảo nói với tôi là ngày hôm nay có sự xuất hiện của Linh thì tôi cảm thấy rất vui, em cảm thấy rất vui. Và đã lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại nhau. Và lần trước thì chúng ta gặp lại nhau thì Linh chưa chia sẻ với tôi những điều này. Và lần này thật là xinh đẹp, Linh ơi. Và tôi nghĩ rằng là đây là một câu chuyện về nữ quyền, về sự tôn trọng của chính bản thân mình và yêu thương bản thân mình, giống như cái tên là Happy vậy. Và bây giờ Linh đang hạnh phúc chứ hả? Em rất là vui khi mà được là chính mình và được đứng trước tất cả mọi người với hình hài này. Và em hy vọng là em sẽ còn làm được nhiều điều hơn nữa để mọi người có thể là thấy em rất hạnh phúc, hiện tại đang rất là hạnh phúc trong những gì mà sắp tới em sẽ làm. Em mong mọi người sẽ ủng hộ em. Vâng, chắc chắn rồi. Và Thảo Nguyễn này, khi mà bạn mời đến đây một cô gái xinh đẹp như thế này, chắc hẳn là bạn có một thông điệp muốn chia sẻ với tất cả quý vị đang ngồi ở đây. Thông điệp của bạn là gì? Thực sự thì lấy cái tên là I'm Happy và cũng là lấy tên thương hiệu là Happy Clothing thì rất là nhiều người tò mò vì tại sao Thảo không chọn một cái tên mà nó nghe nó hiện đại hơn, sang hơn. Nhưng đối với Thảo là thời trang là phải đi vào lòng người. Chính bản thân mình khi mặc những cái trang phục đấy phải cảm thấy là hạnh phúc, thoải mái khi là chính mình. Và người phụ nữ thì ai cũng mong cầu cái điều đấy. Thảo là một người phụ nữ mà đúng là rất mong cầu hạnh phúc và cũng mong những người như Linh Ly, như những người phụ nữ đang đứng trước mặt Thảo đây là những người mà mong cầu hạnh phúc và được xã hội công nhận. Đấy là một quyền của người phụ nữ. Và hy vọng rằng trong cái màn diễn I'm Happy, không những Linh Ly, tất cả anh chị em, thậm chí hôm nay có những khách mời đến đây đem tới quý vị khán giả một màn trình diễn mà tất cả mọi người trong lòng đều cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc khi xem bộ sưu tập đấy. Thảo Nguyễn cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn quý vị khán giả đã đến đây xem và ủng hộ Thảo Nguyễn cùng Happy Clothing trong chặng đường 5 năm vừa qua. Cảm ơn mọi người ạ. Và thưa quý vị, không chỉ có là Linh Ly đâu mà ngày hôm nay chúng ta còn gặp gỡ rất nhiều những gương mặt nổi tiếng khác. Và bây giờ có lẽ là lúc mà chúng ta sẽ gặp lại các gương mặt nổi tiếng khác với... Em nghĩ là trước khi mà gặp lại á, thì sẵn ngày hôm nay có Linh ở đây rồi á, không lẽ bây giờ mình không có một món quà từ Linh ta? Đúng không ạ? À? Hồi nãy xuất hiện hát có chút xíu à, không có thích, không có đã gì hết trơn à. Nên là không chịu đâu à, bây giờ mình con gái mình cũng nhõng nhẽo nha, bây giờ phải có quà cho mình đây Linh nha. Vâng, bây giờ nãy em dịu dàng chắc là cũng đủ rồi, giờ em cho em xả tí nhá. Vâng, em ngày hôm nay đến đây thì em sẽ dành tặng cho mọi người một ca khúc, một sáng tác của em. Mong mọi người sẽ đu đưa cùng với những điệu nhạc này ạ. Bài hát này mang tên Buồn thì cứ khóc đi. Vâng ạ, và sau đây sẽ là Buồn thì cứ khóc đi do em trình bày và sự hỗ trợ của producer Dương Bi. Em có buồn nếu anh để lại cái viết dòng thư cuối sau bức màn, nghe tiếng đàn cất lên trong không gian thật yên lặng khiến anh ngỡ ngàng. Chợt dòng chữ ấy đã phai nhanh vì mắt ướt nhẹ, sợ em không thấy rõ anh để lại yêu thương gói trong khúc nhạc anh viết tặng nhưng em đã quên.
Là gió thì gió cứ bay về trời, chỉ cần đến nơi bình yên nhẹ nhàng cùng với những áng mây bay xa xôi. Tình yêu mà chỉ có nói bằng lời, nói yêu suốt đời sẽ chẳng thể nào tồn tại mãi mãi. Được khóc thì cứ khóc cho một lần, thế nước mắt đi, để rồi ngày mai tình giờ không vấn vương một điều gì. Tự nhiên lại cứ đắn đau dần bạt, khát nó trói mình, vì đâu phải khổ như thế mãi mãi. Mình quen rồi đây ư thì cứ khóc đi, mình quen rồi đây ư thì cứ khóc đi. Sáng hôm sau ta sẽ không gặp lại nhau nữa, hàng cây bên hiên ta đứng trông theo bóng người nơi phương xa. Liệu rằng em vui hơn, liệu rằng em có còn từng chỉ nhớ đến anh. Một lời em nói như thế là em không thể xót xa. À, anh cũng vẫn biết sự thật liên quan đến chúng ta mà. Quan tâm một người hơn anh, yêu thương một người hơn anh, một lần đau hơn là trăm lần khó. Là gió đi dám cứ bay về trời, chỉ cần đến nơi bình yên nhẹ nhàng cùng với những áng mây về xa xôi. Tình yêu mà chỉ có nói bằng lời, nói yêu suốt đời sẽ chẳng thể nào tồn tại mãi mãi. Được khóc thì cứ khóc cho một lần, hễ nước mắt đi, để rồi ngày mai tình giấc không vẫn vương một điều gì. Tự nhiên lại cứ đắn đo dần dần, khát nó trói mình, vì đâu phải khổ như thế mãi mãi. Là mọi người có thể quẩy tay lên nhà đúng không ạ? Yeah. Đâu phải khổ như thế, vì đâu phải khổ như thế. Là gió đi dẫm cứ bay về trời, chỉ cần đến nơi bình yên nhẹ nhàng cùng với những áng mây bay xa xôi. Tình yêu mà chỉ có nói bằng lời, nói yêu suốt đời sẽ chẳng thể nào tồn tại mãi mãi. Được khóc thì cứ khóc cho một lần, thế nước mắt đi, để rồi ngày mai tình giấc không vẫn vương một điều gì. Tự nhiên lại cứ đắn đau dần vặt, khác nó trói mình, vì đâu phải khổ như thế mãi mãi. Mình quen rồi đây ư thì cứ khóc đi, mình quen rồi đây ư thì cứ khóc đi. Mình quen rồi đây ư thì cứ khóc đi, mình quen rồi đây ư thì cứ khóc đi, khóc đi. Thưa quý vị, vậy là đêm diễn ngày hôm nay, 5 năm sinh nhật của Happy Girl Thing đã diễn ra. Và tôi nghĩ rằng là sẽ không bao giờ kết thúc cả, bởi vì đêm diễn này với những kỷ niệm và cảm xúc này sẽ còn mãi trong lòng chúng ta, có phải không thưa quý vị? Và hy vọng là tiết mục I Am Happy vừa rồi đã giúp cho quý vị có thêm tinh thần, thêm động lực. Và hy vọng rằng là tất cả những sản phẩm của Happy Clothing sẽ được đồng hành trong đời sống của quý vị sau này và sau này nữa. Hẹn gặp lại tất cả tại show diễn lần sau của thương hiệu Happy Clothing. Xin thay mặt nhà tài trợ chương trình và tất cả các sản xuất cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ hãy cho người phụ nữ quan trọng nhất trong buổi tối ngày hôm nay, Thảo Nguyên, tiến lên phía trước và chúng ta hãy dành cho cô ấy tràng pháo tay thật lớn ạ. Thảo Nguyễn, Thảo Nguyễn, Thảo Nguyễn, Thảo Nguyễn. Và thay mặt cho Thảo Nguyễn cũng như là Happy Clothing xin được gửi lời cảm ơn tới tất cả những nghệ sĩ nổi tiếng có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Những người mẫu, diễn viên, ca sĩ, người dẫn chương trình, những nghệ sĩ trong tất cả các lĩnh vực, các bạn người mẫu và đặc biệt là các bạn người mẫu nhí, các con đã rất tuyệt vời trong đêm diễn này cùng với Happy Clothing. Và chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong những đêm diễn tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.